Xin chào quý vị và các bạn đến với trận siêu kinh điển chèo với cái đội lộn xộn với cái đội lưu bung. Cầu thủ đâu biết có đội nào luôn nữa, cái đội đâu biết có đội nào. Thủ môn của cái đội lộn xộn ném lên là biết cái đội lưu bu. Thủ môn đội lưu bu ném lại nó cho bon bỏ trên đầu hụt rồi. Thủ môn phát ném lên Thịnh đã phá bóng ra ngoài. Hai cái đội là dùng cái chiến thuật ném lên, ném qua, ném lại. Hết giờ, một pha đá biên không trúng ai hết. Bon đá biên. Tin hoàng tin thi chuột. Một pha xúc xa rất căng, bóng trúng sang ngang bay ra ngoài rồi các bạn ơi. Rồi sau đây thủ môn Minh Phát sẽ phát lên chơi thi chuột chuyền cho ai vậy? Chuyền cho cầu thủ áo Cường. Giờ Cường Cường đá biên. Và các thủ đang chạy lộn xộn, Cường không biết chuyền cho ai luôn. Và Cường chuyền cho ai đây? Cường đã trúng Hoàng Tin. Hoàng Tin đang xử lý kỹ thuật cá nhân nhưng mà không qua được Cường. Bóng này chúng Thịnh ngoài này, Học và Thi Chuột đang phối hợp với nhau. Còn bóng chưa ra hết đường biên ngang. Đường biên dọc, xin lỗi. Và Bon làm gì? Bon xử lý. Kỹ thuật cá nhân đang cố gắng vượt qua Thi Chuột và anh ta đã phá bóng chiều một quả đá phạt góc. Và cầu thủ Cường này đá chạy phạt góc là không trai hết. Hết bóng rồi. Thầy Học đi bóng. Chuyện vô. Chết. 1-0. Một pha dứt điểm góc hẹp rất tốt của cầu thủ Thái Học mang áo số 19. Vô rồi. Rồi tới Huy. Đây là trận chung kết chiều nay và đội nào thắng sẽ được 4 chai rồng đỏ. Và giải thưởng phụ đó chính là 5 cái tẩy. Có thể nghe tiếng thở quá dồn dập. Nằm giống kìa. Đầu bảy vậy. Hết đường biên. Còn 17 phút rồi. 17 à? Thiệt. 17 đúng rồi. Ê. Làm sao đây? Hoàng Tin và Phát đang tranh chấp bóng với nhau. Tin đang tả xung hổ đột. Bóng chưa ra ngoài. Quá dữ. Và cầu thủ nào sẽ là cầu thủ bóng đang dùng cái chiến thuật lui sau bu. Lui ra ngoài. Ra ngoài. Nhăn đá biên nhưng mà Thi Chuột đã giành rồi. Thủ môn Cường một pha xúc xa luôn và một pha ba người trong môn võ karate. Quá cái thật rồi. Rút rồi. Quy làm gì đây? Quy đi bóng, sút góc hẹp. Không vào. Ra lưới luôn rồi cả. Không vào. Bay ra lưới luôn rồi. Đừng được dây không? Đừng nghịch dây. Đừng nghịch dây hư. Em quay cho hại mình lận đi. Thôi cũng được. Tao quay cũng được. Con quay cũng được. Sút không vào. Thủ môn đã đẩy bóng vượt sang ngang để chịu một quả phạt góc. Và cầu thủ đang phối hợp rồi tiếp tục luôn. Nhầm nhò gì đá chiến thuật bao up lay chết rồi
không vào, tiếp tục thu mua phải cứu một cái vàng thua trông thấy. Phản xạ quá nhanh. Tiếp tục vào quả phạt góc. Và anh ta bác. Nhảy cái thầy, nhảy cái thầy. Đây. Bum ra, bum ra, bum. Rồi, tiếp tục quả phạt góc. Đi từ từ em. Tiếp tục phạt góc, tiếp tục góc. Rồi, tiếp tục phạt góc. Phạt hiệu. Trời ơi, mà pha điểm hụt qua một pha đá bồi thứ hai không vào. Bóng đi quá cao so với sàn ngang và đội bạn tổ chức phản công nhanh. Bóng hết rồi. Ai đây? Thi chuột. Thi chuột. Đúng không? Phát. Diệp Minh Phát. Thiệt lạc. Tuy ghét. Quần tin làm gì? À, nhăn. Thì lấm lên. Có gì thì lụm lên. Và cần phải áp dụng công nghệ qua mới được. Chỉ có 4 chai gì tin đá quá căng luôn thầy. 4 chai gồng đỏ. Là 4 chai gồng đỏ. Ê, ném lên, ném lên, ném, ném. Bóng chết rồi ném lên. Ê. Ô, một quả đánh đầu rất tốt. Hai ông môn chuyền, hai ông môn chuyền, hai ông môn chuyền. Hai ông môn chuyền banh. Người ta đây nhóc luôn, chuyền hãy qua cho ông môn. Thi chuột chuyền cho Hoàng Nhân. Nhân chuyền cho thi chuột và thi chuột lại không chế bóng không tốt và bóng ra ngoài và đội bạn đang tổ chức tấn công nhanh. Huy đang xây sở và Huy đã chuyền về và kết quả là cái gì? Chúng ai đây? Ông môn bỏ cung hành. Đội viên, đội viên. Còn thịt. Thịt. Đá lên. Đá lên luôn. Ôi trời, tàu mất giống rồi. Trời ơi. Quá vậy gớm. Thì chuột này đã quá đang xả rồi. Thì chuột. Banh. Nhờ tôi tập quấn trận này lên quá lên rồi. Tàu vô cầu thủ dùng cái chiêu bay lăn xăng. Không một pha xỏ hắn là không thành công. Và anh ta đang đi bóng và anh ta dứt điểm góc hẹp. Không vào. Cầu thủ đã kịp thời bọc lót. Chú. Trời một pha dứt điểm. Chúng hậu về và tiếp tục thực hiện một cái quả ném biên. Và đội bạn đang tổ chức phối hợp. Và thủ số 5 đã chuyền cho cầu thủ số 10. Bóng về sút xa sút. Không vào. Cầu thủ đỡ bóng ra. Dạ. Hậu về là cố gắng phá bóng lên. Bắt. Và một pha đá bồi của thi chuột. Thi chuột này sau khi được tôi tập quấn là đang đá lét lên chân. Cầu thủ mang số 9 là thi chuột. Sau khi mà đã sắm hai bộ đồ và một đôi giày và anh ta đã gắt lên chân bởi vì anh ta không có mang giày. Trời ơi, trời ơi. Một sự hợp không hoàn ý, một sự hợp không hoàn ý của hàng phòng thủ của đội Lộng Phượng và kết quả là tỷ số đã là một đều. Và đây là cầu thủ ghi bàn, anh ta chính là Phước Thịnh. Thịnh, 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 Thịnh Rai. Anh ta là gác hâm mộ là Mark Rai cho nên anh ta có biệt danh là Thịnh Rai. Đọc lộ một hồi thành là Thịnh Rai, thành là Thịnh BD đấy. Rai. Chết luôn ấy. Mark Rai. Mark Rai. Và ở đây tổ chức phản công đây. Tổ chức một quả dàn xếp ra phần góc và ai đây? Lộn xộn, đang là Lusubu. Chí học Lusubu. Ai 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 ơi, trời ơi, đang chúng quay phim rồi. Ui trời ơi, chúng quay phim rồi, trời ơi. Xúc chúng cái đi ngọn mới mệt này. Chúng siêu chúng rồi, tao nay không kịp mà thấy bà rồi. Ui, ra ngoài. Chừng nói là đi. Ê, làm sao đây, vô không? Không vào. Ra ngoài. Không vào, không vào. Không vào, không vào, không vào. Quy, quy. Tin, Hoàng Tin, Hoàng Tin. Cho quy. Cam, cam, cam. Đấy. Rồi, phát làm gì? Sút vào. Ô. Phát
khoa ghi bàn rất đẹp, một khoa độc diễn của Diệp Minh Phát. Đây là tình huống hiếm hoi trong năm nay, bởi vì anh ta trước đây là đá là toàn là vị trí hậu vệ, anh ta nổi ám ảnh các tiền đạo. Quá sung, Hoàng Tiến xuống không vào, một pha sút xa rất căng. Ai vậy? Thi Chuột à, Thi Chuột đội thủ môn rồi, đội thủ môn rồi. Thi Chuột ném lên, ném cho Bon. Cường, Diệp Minh Phát tiếp tục, anh ta tính lập một siêu phẩm nữa nhưng mà không ngờ anh ta lại cái gì? Lăn xuống lưới. Một pha sút xa có thể nói là nhăn thì mấy khung thành nữa đá vẫn chưa bao. Và thi ném lên. À, thành McRae. McRae đã phá bóng chịu một quả. Đó, tiếp tục một quả phạt góc. Thi ném lên. Cầu thủ số 19 là Thái Học sẽ là người thực hiện quả phạt góc này, và anh ta truyền cho Nhân. Nhân đã hỏng rồi, và Gia Huy đang tổ chức đi bóng. Và anh ta đã lừa qua được một cầu thủ, anh ta sút không vào và bóng tới Diệp Minh Phát. Diệp Minh Phát làm gì? Chết rồi, đối phạt cho thủ môn. Sút không vào. Bon. Bon đang giữ bóng, Bon truyền lại, Thái Học lên cái bóng, đang tay dùng một cái điệu. Trời ơi, chúng chung đại luôn rồi, trời. Và trọng tài tối nay là về bị là vợ là cho rồi. Cho gì hả? Cho ngủ ngoài. Trời ơi, một pha đi bóng và sức dứt điểm một hẹp mà không chính xác. Và tiếp lên, Giáo Huy mày cầu thủ quá cao và phải bắt em. Bài, bao nhiêu chiếm vậy? Và một pha soi người dứt điểm không thành công. Đấy chính là Phun Hoàn. Tiếp tục Gia Huy truyền cho Tin. Tin làm gì? Tin đi bóng rất tốt, vượt qua được một cầu thủ của anh ta, bị gặp cầu thủ thứ hai gắn cản lại, và hai cầu thủ này đang sầu hằn với nhau. Bóng đi Huy, Huy ra một người. Gia Huy đã bị Học chặn lại, Gia Huy sút không vào. Trận đấu quá căng thẳng. Và đầu ăn là phản công. Ôi trời ơi, vài cầu thủ ta đã dùng tay cho bóng. Cầu thủ này quên mày, đừng có dừng cái gì. Dừng cái gì quay mày ôm tao đi. Nè mày cầm tao đi, mày đừng gịch xuống đi. Mày ôm dây hoài. Tiếp rồi. Trời ơi, thủ môn đá lụt, trời ơi, chết, chết. Rồi, phản công lại. Ai đây? Trời ơi, chuyền cho Bon mà không chuyền. Trận đấu quá cháy. Một pha cài người. Quá cháy, phạt. Phạt ai? Đá chân người ta kìa. Phạt ai? Đá vợ người ta kìa. Phạt cầu thủ số 19 Thái Học đã có một pha đá vào chân trụ của cầu thủ to con là Gia Huy. Đây, cầu thủ này đá vào cầu thủ này, các bạn thấy rõ ràng là pha đá phạt trực tiếp, và ai sẽ là người thực hiện trực tiếp. Và anh ta đập ba cái hàng rào, và pha bóng này mà không chịu phối hợp nữa thì pha bóng nào mà phối hợp. Trời ơi. Ê, Thịnh, sút cây. Thịnh quá dữ. Anh ta đã bóng chuyện cho Huy. Gia Huy đang xoay trở và Huy chuyện Hoàng Tiên. Hoàng Tiên là không tới bóng được Hoàng Tiên. Nhưng mà Hoàng Tiên đã chiếm lại được bóng. Và anh ta đang cố gắng dùng thực cá nhân để vượt qua Minh Phát. Nhưng mà không. Minh Phát chúng chăm phát ra đường biên dọc rồi. Giờ đây, Bon cho Thiện Nhân. Bóng tiếp tục tới chân của Hoàng Tiên, và Hoàng Tiên lại tiếp tục dùng cái lực cá nhân để đi và không thành công, và lùi xa ra. Lùi xa ra. Ê, một pha dứt điểm căng thành không thành công. Bóng đi cao hơn so với khung thành. Và thủ môn Huy đã ném lên, ném cho Bon, và thủ môn đã dùng một cái kỹ thuật trong bóng chuyền, đó là kỳ bóng. Và Gia Huy đã bồi nhưng mà đã không thành công. Tiếp tục đi. Làm gì đây? Làm gì? Tôi không biết họ đang làm gì luôn, cho nên tôi không biết nói gì. Trận đấu quá cháy, quá máu lửa. Nên là hai đội đều có chiến thuật lưu sơ bu. Chiến thuật này thường dùng cho những trận đấu quá nhiều người. Chết tôi ơi, một vài dứt điểm cận thành của là Thịnh Bray nhưng mà ta không thành công. Bạn ta ném lên cho Cường. Rồi. Không xa, thủ môn đã dùng kỹ thuật của bóng chuyền đã cứu thua các bạn. Thằng thua đó. Hai thủ môn này là từ bóng chuyền sang hay gì đấy, cho nên toàn dùng kỹ thuật bóng chuyền cả. Một thủ môn thì dùng gọi là kia, còn người thì dùng đập bóng.
này có cái lực như là lực sĩ vậy ta ơi. Hai hông môn chèn, hai hông môn chèn. Đó. Hai hông môn chèn rồi. Hoài. Dạ quý, dạ quý. Quá tốt. Anh ta xây nhẹ cái đã bỏ một cầu thủ nó bạn của anh ta suốt. Trời ơi, Bon ơi, Bon. Chỉ cần chạm bóng là không biết bóng sẽ đi đâu. Có vào hay không. Nhưng mà rất tiếc ta là hụt bóng. Trời ơi, vọng hụt rồi. Tiếp tục. Còn miếng nữa à, thôi. Ui, cái banh đó là mày có quầy rồi chưa? Bóng chưa khỏi đường biên. Quá Thịnh, Thịnh ai làm gì? Chuyền cho Tin, Hoàng Tin, Hoàng Tin đang đi bóng và sút. Tiếp tục là một pha sút bóng cao hơn khung thành. Và một pha trả bóng cái kiểu này là câu giờ. Anh ta đang thua nhưng mà anh ta câu giờ giùm đồ bạn. Thi chuột ném lên, thi chuột ném cho ai đây? Cho Thịnh, Thịnh gấp hơn. Và Thịnh đã bóng trúng đội nhà của mình. Và chiều qua pháp ra đề nghị mấy cầu thủ đội đó đi xa xa ra. Và một cầu qua đá biên không thành công. Tiếp tục là một pha đá biên thứ hai. Và đằng này đã phối hợp với nhau và phát ra sút trúng chân của Thịnh Rai và đi ra ngoài. Và tiếp tục quả đá phạt góc. Anh ta ai? Cường, Cường là người thực hiện. Học đã dùng kỹ thuật nhưng mà không thành công. Rồi Thịnh nó phá bóng ra. Chiều một quả đá biên. Quả đá biên. Nhân đá. Đá cho ai đây? Đá cho Cường. Cường đá đây cho Nhân. Nhân thì văng ra ngoài. Và bóng này đánh thủ môn. Thủ môn. Một pha. Và đây là chị Lai tiếp tục dùng một cái kỹ thuật trong là đá cầu. Wow. Bon đã ghi bàn. Một pha đá bàn. Quá đẹp. Đây là trận đấu dùng khá nhiều những cái tuyệt chiêu những môn thể thao khác. Bóng chuyền, đá cầu, bóng đá, đánh banh. Có cả bóng gỗ này. Và tiếp tục hai đội giao bóng bắt là đầu lại từ đầu khi mà tỷ số lúc này đã là 2-2 và trận đấu đang đi vào những giây phút cuối cùng. Và đội bạn đang là tổ chức là tấn công nhưng mà chuyền cho Phát. Phát làm gì? Phát à. Ra 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 rồi ra rồi Phát 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 ra ra. Cái này đề nghị công nghệ qua xử lý đi. Và trọng tài đã thông báo với ông trọng tài kia. Quy đi bóng. Trời ơi, một pha là không hiểu ý. Hoàng Tiên đã không hiểu ý là giao quy cho nên là đã không theo kịp tình huống vừa rồi. Rất tiếc. Và thi chuột sẽ là người ném bóng lên để mà phát động tấn công. Và anh ta tiếp tục dùng một cái kỹ thuật. Dùng kỹ thuật đá cầu và kỹ thuật của bóng chuyền. Đã cứu thua các bạn thua đó. Tình huống tấn công. Và sau đây. Diệp Minh Phát. Diệp Minh Phát. Và hai đội nhường với nhau. Quá nguy hiểm. Diệp Minh Phát xuất xa. Và bóng tới Bon. Bon giữ bóng. Và Bon đang là xử lý kỹ thuật cá nhân và anh ta dịp vào giường Minh Phát và anh ta đang đi bóng và anh ta vượt qua Luật Thái Học và anh ta đã vượt qua luôn thằng biên ngang. Và kết quả là gì? Sao? Đứng lên nói tiếp. Ra ngoài. Ra ngoài. Rồi tới Gia Huy, anh ta đã dùng cái thân hình đồ sộ của mình đã loại bỏ hậu vệ rất là dễ dàng. Kỹ thuật quá tốt. Học đã phá bóng. Chịu một quả. Đá biên. Đã biên. Thịnh Rai, đá cho ai? Thịnh Rai và Cường đang là tranh chấp với nhau. Và Cường đã trúng Bon. Bon làm gì? Bon đi bóng không thành công là vì là Thiện Nhân cản lại và Phát, và Cường đã chuyền cho Phát. Phát đang cố gắng theo bóng, kịp không kịp và nó chuyền vào không. Rồi đã bị là hậu vệ to lớn Gia Huy cản lại và Gia Huy chuyền cho Bon. Hai đội đang tổ chức phản công quá nhanh. Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt. Hoài Hằng Anh mà theo không kịp. Mày, tình huống nhanh đến nỗi mà cầu thủ trong sân còn theo không kịp tình huống. Này mày. Vào. Vào. Chưa vào. Không chưa vào, chưa vào. Quá may mắn. Hình như cũng hành bên đại của anh Gia án gì. Ê. Làm gì đây? Tiếp đi. Phá bóng.
Quá may mắn, quá may mắn. Cung hành của anh Kiệt có ông bà phù hộ đạo xúc tan vô cung dọc. Quy Đan là sư kiến nhân và phối hợp với là Thịnh. Thịnh Bon, vậy đó Bon, Bon nói Thịnh, Thịnh chuyện cho Quy. Và Quy đã dùng cái cá nhân mình vừa khoai cầu thủ và ta xuống xúc, không vào wow, một pha xúc không chính xác. Và trọng tài đã thông báo là trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Và trọng tài đã cú lê ra ngoài. Rõ ràng là Diệp Minh Phát này là một cầu thủ là phá bóng rất tốt. Chúng ta bóng bay ra ngoài luôn rồi. Sau khi mà bóng đã đi, trọng tài đã thổi rồi hết rồi. Và hai đội sẽ chuẩn bị bước vào những lọt sút lưng lưu căng não 16 mét. Chuẩn bị nha. Đề nghị các cầu thủ lên giữa sân đứng đây để cho ban tổ chức tác nghiệp. Phan, Phan, Phan. Và Gia Huy là người sẽ thực hiện đầu tiên và anh ta lấy đà và anh ta xúc ngay thủ môn luôn. Anh ta không để lượt thủ môn và đề nghị các cầu thủ tranh chỗ khác đây. Cái cánh bên đây tranh coi, thi chuột, tranh. Và tiếp theo, ai sẽ người xúc? Thầy Học, Thầy Học, Thầy Học các bạn ơi, Thầy Học sẽ là người xúc bóng. Xúc, không vào luôn. Okay. Gì mà toàn xúc ngay thủ môn không à các bạn? Thi chuột, mày đi qua bên cánh kia mày đứng coi. Tới Hoàng Tiên, Hoàng Tiên sẽ là người dứt điểm xúc. Vào, cú xúc rất mạnh. Thủ môn đã đưa tay trúng bóng rồi nhưng mà các tiếc vẫn không đẩy bóng ra được. Và tới ai đây? Thi chuột. Và thi chuột sút vào. Wow, anh ta dứt điểm quá hiểm sau khi được tôi tập huấn. Tiếp đây và Bon, Bon vừa vừa rồi trong trận đã ghi một bàn thắng rất đẹp và anh ta thể chiến thắng thủ môn lần thứ hai không và anh ta đẩy chớn xuống. Và bóng đã bay lên trời. Nó bay lên trời. Bay đây. Tới gì? Diệp Minh Phát. Diệp Minh Phát này trong trận cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp từ một tình huống độc diễn. Và anh ta có lập lại thành tích thứ hai không hay là Bon đã ghi một thắng rất đẹp nhưng đã sút ra ngoài. Lần này tới Diệp Minh Phát. Diệp Minh Phát sút vào. Lượt cuối cùng. Đã vô ăn luôn hay gì? Đã vô ăn luôn. Đây tình huống quyết định, nếu mà đá vào thì sẽ là thắng luôn. Hoàng Tiên, ai đã gọi không đánh nữa nha. Hoàng Tiên, Tiên, tránh khác Tiên. Kiệt, à Kiệt, được chọn mặt cái vàng nếu mà vô. Tình huống này vào là thắng nha. Vào, và đã rút vào. Nhưng mà đáng tiếc là vào lưới ngoài. Còn trái. Thắng rồi hả? À? Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Không cần đá trái cuối luôn. Rồi, chào các bạn nghe. Hôm sau sẽ bình luận tiếp nha.